quý vị, một chiếc máy bay chở theo 45 người đã gặp nạn trong lúc đáp xuống đường băng sân bay ở thành phố Wow, phía tây bắc Nam Sudan vào chiều hôm qua. Vụ tai nạn đã khiến cho ít nhất 18 người bị thương. Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Twitter cho thấy là các cột khói lửa nguồn ngụt bốc ra từ chiếc máy bay bị cháy rụi trừ phần đuôi, nhưng vẫn còn thấy rõ tên của hãng hàng không sao Supreme Airlines đây là một đơn vị hàng không nhỏ đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2013 tại Nam Sudan với vài chuyến bay mỗi tuần, chủ yếu hoạt động tại Nam Sudan và nước láng giềng Uganda. Nguyên nhân ban đầu của vụ rơi máy bay được cho là do thời tiết xấu.